mình rất là háo hức cái ngày này để mà nhận cái nhà mới này. Tại vì ở đây là một cái khu mà phải được nói là nó là cái môi trường rất là tốt, để rất là phù hợp để mà cho chúng ta ở định cư lâu dài. Rất là mong mà về đây ở, nhận là thấy rất là hài lòng. Ở nhà xây cũng đẹp mà cái xung quanh, nó chủ yếu cái tiện ích xung quanh á, là thấy rất là ưng ý. Sông nước ba bốn mặt sông như vậy là nhìn thấy nó thoáng mát, nên anh chị mới đầu tư để về đây ở. Cũng không có ý định đầu tư để bán, cũng nhiều người hỏi mua khi nhưng mà chị chưa có tư tưởng bán gì hết, mà là mục đích mua là để về đây ở. Hy vọng là sẽ có nhiều cư dân đến đây ở, bởi vì nó đầy đủ các tiện ích thì không có lý do gì để mà mình không đến ở hết. Nó quá tiện ích đi, cái đó là sự thật, đó là như vậy. Về vấn đề tiến độ thì chủ đầu tư đã bàn giao sớm hơn dự kiến luôn, rất là hân hoan. Mẹ công trình làm nhanh, thay đổi từng tháng một luôn đấy, mà thay đổi ngoạn mục luôn mà đẹp, nói chung là đẹp. Gần đây thì mình cũng đã xuống mình ngắm rồi, nhưng mà tới ngày hôm nay thì đã xuống đây là thấy xong hoàn toàn, lại khác nữa rồi, rất là thay đổi rồi. Tất cả các cơ sở hạ tầng của chủ đầu tư họ đã thực hiện đây này, rất là hài lòng, chất lượng công trình rất là tốt. Chúng tôi không phải là những người thì quảng cáo hiệu quả city. Chúng tôi xuống đây nhận nhà và coi các cái công trình vẫn còn đang hoạt động rất là rầm rộ, đường xá thì cũng hoàn thiện theo từng ngày, sạch sẽ. Thì hy vọng tất cả mọi người cùng nhau về đây ở càng sớm thì càng tốt.